Xin chào. Mua vé máy bay về Việt Nam thì như thế nào? Vâng ạ. Naomi đang nói trong cái đoạn video này. Các bạn biết ngày 2 tháng 12 vừa đã kết thúc cái lockdown lần thứ 2 ở London. Thời điểm này nếu mà bình thường ở UK thì các em muốn về Việt Nam thì thứ nhất gọi bất cứ một agent nào đúng không? Để hỏi cái giá và so sánh giá và mọi người có thể mua vé trực tiếp với các agent. Thứ hai là mọi người có thể lên website là gọi là Skyscanner hoặc tất cả những lastminute.com, chúng ta kiểm tra cái giá vé, so sánh các giá vé và thời gian mà chúng ta mua ở trên mạng. Nhưng trong thời điểm này là thời điểm lockdown và Việt Nam thì gần như các chuyến bay rất là hạn chế, chúng ta phải cách ly đúng không ạ? 14 ngày cách ly, nên chính vì vậy là không nên là nếu mà các bạn mua ở các hãng thì Naomi nghĩ rằng là rất là khó, bởi vì có thể là sẽ bị hủy các chuyến bay mà chúng ta không hề biết trước. Nên là cách mà Naomi nghĩ là tốt nhất và an toàn nhất và hợp lý nhất là các bạn mua vé của Vietnam Airlines, tại vì đã được sắp xếp toàn bộ là chúng ta sẽ về và nghỉ ở đâu, cách đi ra sao, là các bạn vào website của Đại sứ quán. Naomi sẽ để cái website của Đại sứ quán Việt Nam ở đây, và Đại sứ quán Việt Nam có một cái đường link, đó gọi là cái link đăng ký để các bạn muốn quay trở về nước thì Naomi cũng để cái đường link ở dưới. Công việc của các bạn là các bạn chỉ vào cái đường link, click cái đường link, điền tất cả thông tin của các bạn. 19 tháng 12 này có một cái chuyến để các bạn về thì các bạn cứ đăng ký vào đường link. Thì Naomi nghĩ là có vài những người ưu tiên. Thứ nhất là các sinh viên dưới 18 tuổi được ưu tiên. Thứ hai là những người già trên 60 tuổi được ưu tiên. Thứ ba là những người mà đi du lịch hết hạn hoặc là những bạn visa hết hạn về nước, các bạn cũng được ưu tiên. Những người đi khám bệnh nữa. Ngoài ra thì tất nhiên là nếu mà chuyến bay có lượng khách mà không quá đông thì tất cả các bạn apply thì đều có thể hoàn toàn được gọi về. Đấy là những cái cách mà Naomi bày cho sinh viên và khách hàng của mình, thì mọi người cảm ơn là rất là thành công. Và giá vé thì sau khi liên lạc thì mọi người đại sứ quán sẽ gửi cho bạn một cái email hướng dẫn là mua vé ở đâu và giá vé ra sao và cần những cái gì và cần hành trang chuẩn bị như nào để các bạn bay về Việt Nam. Và Naomi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích mọi người và chúc mọi người trong cái dịp này, thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về sự an toàn, hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người, mong mọi người like, share and subscribe kênh của Naomi để đón nhận những cái video tiếp theo của Naomi nhé. Cảm ơn mọi người.